cái nội quy phòng thuốc của thầy nó giống như là một cái những cái câu thơ: bệnh nặng thì lo trước, bệnh nhẹ khám sau, có chi sơ sức mong cảm thông cho. Tôi Lê Hữu Hiệp, người gọi thầy Tèo, giúp bệnh miễn phí cho bà con nghèo. Và thì cái phần tường ở trên này nó bị bong tróc và nứt, và thầy phải kê lại những bằng những cái cây cột như thế này, những cái cột gỗ như thế này để chịu cái phần ở trên này. Hai bên là hai cây cột. Cô đây là chị danh sách ủng hộ cho thầy là chị Thi Ca Phạm ở Mỹ ủng hộ 500 đô. Cô Mai Dung ủng hộ ở Mỹ 2 triệu đồng. Cô Ngọc Phượng ở Mỹ ủng hộ cho thầy là 100 đô. Vậy thì cái số tiền mà em nhận được đó là 600 đô và 2 triệu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay theo hành trình của Bùi Hồ thì Bùi Hồ lại quay lại cái hoàn cảnh của thầy Tèo, hay còn gọi là thầy Lê Văn Hiệp. Bùi Hồ quay đến đây để tìm về cái hoàn cảnh của thầy Tèo. Trước đây thì khi mà Bùi Hồ trên đường mà dẫn đi với anh Mến để tìm về người thầy cũ của mình, thì biết được cái hoàn cảnh của thầy Tèo cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà ở clip trước thì Bùi Hồ chưa khai thác hết về cái ngôi nhà của thầy và những bệnh nhân của thầy trị bệnh như thế nào. Hôm nay vào ngày thứ bảy thì Bùi Hồ đến đây cũng rất là nhiều bệnh nhân, và trước mặt của bác quý anh chị là toàn cảnh về cái ngôi nhà của thầy Tèo, người mà đang trị bệnh, đang cứu chữa cho rất là nhiều bệnh nhân đến đây để trị bệnh từ gần xa. Ngôi nhà này thì đây là cái ngôi nhà đang thuê. Thầy thuê ở đây cũng khá là lâu. Trước đây thì theo thông tin ở clip trước thì quê của thầy ở huyện Ba Hòn của tỉnh Kiên Giang. Vì một số hoàn cảnh khó khăn nên thầy phải chuyển về nơi đây để mà khám chữa bệnh ở cái huyện Bình Chánh. Địa chỉ của nhà thầy là ở ấp 3, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn 2, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến cái ấp 3 này thì hỏi thầy Tèo mọi người ai cũng biết. Và bây giờ chúng ta cùng mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để đến nhà của thầy Tèo nha. Thì đến đây thì không khỏi ngỡ ngàng khi mà biết được cô. Hôm trước thì con có quay về thầy Tèo, nhưng hôm nay thì con mới biết thông tin cô là vợ của thầy. Dạ, thì cô bán bánh mì hả cô hả? Dạ. Cô bán bánh mì như thế này được lâu chưa? Bán một tuần lễ, bán ngày chủ nhật, ngày gấp bốn à. À dạ. Cô đi làm công ty. À, hiện nay thì cô làm công ty mà cô làm gần đây không? Công ty ở nước Hòa Đông á. Dạ, làm đủ sống không con? Bán có 4 triệu. Dạ. Mà cái này bị dịch rồi, giờ công ty đóng cửa rồi, giờ thất nghiệp rồi. Dạ, ngày thì cô bán được bao nhiêu ổ bánh mì như thế này? Được 60 ổ. Dạ, thì cái chi phí cho mình là đủ để xoay sở trong hàng ngày không? Tiền nội trợ em. Dạ. Kiếm tiền nội trợ thì cá mắm rồi nha. À, có nghĩa là khi mà bệnh nhân lên đến đây thì trong lúc chờ đợi thì bệnh nhân có thể mua bánh mì để ăn đúng không? Dạ, dạ. Thì hôm nay biết được cô rất là vui, chúc cô sức khỏe nha. Dạ, vô nhà rồi, để rồi. Quay cho mọi người biết cái hoàn cảnh của nhà mình. Cảm ơn em nha. Dạ. Hôm nay đi đến đây thì vào ngày thứ bảy, thầy Tèo thì chỉ khám vào ngày chủ nhật thôi, nhưng mà cũng có rất là nhiều bệnh nhân ở đây nè. Dạ. À, chào thầy. Dạ. Chào Bùi Hồ. Dạ. Thì thầy ơi, thì hôm nay em trở lại đây đó thì để xem như là mình lột tả về cái ngôi nhà của mình đang mướn, với lại cái hoạt động của khi mà thầy khám bệnh đó, thì thầy có thể cho em tham quan về cái ngôi nhà của mình theo thầy ha. Thì trước khi với cô bác với anh chị thì vô nhà thầy, ngoài những thuốc trị bệnh cho bệnh nhân đó, thì ở thầy quý nhất đó chính là những cái tấm bằng khen như thế này. À, được thầy treo rất là nhiều ở hai bên, cũng như là những cái giấy mà bên đây là giấy mà thầy làm từ thiện nè. Thư cảm ơn, rồi những cái giấy công đức của thầy khi mà thầy làm từ thiện ở những cái chùa. Dạ thầy, thì hôm nay con đến đây đó thì trước tiên thì cho con chúc sức khỏe thầy nha. Rồi hôm nay thì bệnh nhân đông không thầy?
thì không gầy bệnh nhân lại rất là đông, mừng giúp cho bệnh nhân không có kể giờ giấc gì hết. Dạ. Thì được cộng đồng mạng và bệnh nhân quan tâm thì tôi cũng cảm ơn lắm. Ở trong cái clip trước mà con đi lên cùng với anh Mến đó, thì nghe nói thầy rất là coi như là khó khăn trong cái cuộc sống của mình, và ngôi nhà của mình là ngôi nhà đang mướn, và đặc biệt thì con thấy nó là đã bị xuống cấp rất là nhiều khi mà con quan sát ở đây. Thì thầy có thể cho con biết là thầy mướn ngôi nhà ở đây là bao nhiêu tiền một tháng, và tại sao thầy không mướn những cái ngôi nhà khác nó cho nó chất lượng hơn? Tại vì lý do cái số lượng bệnh nhân mình nhiều quá, hơn nữa cái chỗ này nó cũng thoáng cũng rộng, thử ra là kiên trì ở đây được hơn 4 năm rồi. Rồi giá cả thì cũng phải chăng, cũng vừa túi tiền mình, còn những nơi khác nó không được cái giá như vậy. Dạ. Yeah. Thì trước tiên về sau cái clip mà về trị bệnh đó thì bây giờ thầy có thể dẫn con đi tham quan về cái ngôi nhà của thầy nha. Cô bác quý anh chị thì trước khi tham quan về ngôi nhà của thầy thì mình sẽ thấy được đây là cái nội quy phòng thuốc của thầy. Nó giống như là một cái những cái câu thơ: bệnh nặng thì lo trước, bệnh nhẹ khám sau, có chi sơ sức mong cảm thông cho. Tôi Lê Hữu Hiệp, người gọi thầy Tèo, giúp bệnh miễn phí cho bà con nghèo. Và bên đây thì thầy có một cái thùng tùy lòng hảo tâm, thùng tùy hỷ. Thùng này là ai muốn bỏ sau khi trị bệnh thì mình không lấy tiền, ai muốn bỏ vô ủng hộ bao nhiêu thì bỏ hay sao thầy? Đúng rồi, người hồ. Dạ. Thì bây giờ hai bên nhà của thầy thì đây là những cái thuốc mà thầy nhập về từ huyện tỉnh biên của An Giang. Đúng. Dạ. Rồi. Dạ. Ở bên đây thì cái phòng mình nó nóng quá ha thầy ha. Nóng lắm. Dạ, hai bóng đèn bên đây thì mình còn không còn sử dụng được nữa. Còn cô bác quý anh chị sẽ thấy đây nè. Những cái vết tường nó bị xuống cấp, nó bị rạn nứt như thế. Trước khi vô nhà thì Bùi Hồ có để ý như thế này. Đây là cái phần trước để bước vô nhà, thì cái phần tường ở trên này nó bị bong tróc và nứt, và thầy phải kê lại những bằng những cái cột như thế này, những cái cột gỗ như thế này để chịu cái phần ở trên này. Hai bên là hai cây cột. Chúng ta có từng người tưởng tượng là như thế không? Có nhiều bạn thì gọi đây là căn nhà coi như là gần sập, ở rất là nguy hiểm. Bây giờ mình vô trong nha thầy. Dạ. Ở đây thì có các anh, các bạn ở đây đang nấu nước giúp thầy hả? Ồ, lúc trước thì đến đây thì không có gặp nhiều cái bếp ga nấu nước như thế này. Cô bác có anh chị thấy không? Ở dưới này thì gặp đó. Cái này bao nhiêu một tháng thầy? 5 triệu thôi. Dạ. Đây. Hôm trước thì em với lại Phong và mọi người đến đây thì đây là cái phần tường nè cô bác quý anh chị, có thể sập đổ bất cứ lúc nào luôn. Như thế thì ở đây nó có nguy hiểm lắm không thầy? Thấy cũng chắc không đến đổi gì đâu. Tại vì bên kia họ thi công thì hư hao gì họ sẽ bồi hoàn lại cho mình. Nhưng mà em nghĩ rằng á là cái phần tường này thì có thể là nó sập đổ trong cái quá trình mình di chuyển ra sau là nhà vệ sinh, thì nó có thể sập đổ bất cứ lúc nào, và nó ảnh hưởng đến ngay cả đến cái tính mạng của mình. Đúng rồi, thì bây giờ tạm thời đã dời ra phía trước để nấu thuốc cho bệnh nhân. Dạ. Còn nơi đây thì mình không sử dụng gì tới hết. Lúc trước thì mình để chỗ này mình nấu thuốc. Đúng rồi. Dạ. Đó là hoàn cảnh của thầy Tèo. Thầy có bao nhiêu người con ha thầy ha? Tôi hiện tại chỉ có hai đứa con. Dạ. Một đứa gái và một đứa trai. Dạ. Đứa gái thì đã lập gia đình rồi, bây giờ còn thằng con trai năm nay nó vừa tròn 20 tuổi. Dạ. Nó vẫn phụ tiếp trong phòng thuốc này. Dạ. Người con trai thì chưa có gia đình.
Vì thì em thấy, con thấy là ở trong nhà mình còn có 2-3 bạn nữa, thì những bạn đó là thầy mướn về nấu hay sao? Cái đó thì bạn bè với thằng con rủ về để tiếp phụ tiếp. Dạ, thì có trả tiền lương cho những cái người đó hay là họ làm từ thiện? Thì mình cũng phải trả tiền cho các em nó phê pháo đồ. Dạ. Ồ. Thì sẵn clip của buổi hồ hôm nay thì tôi cũng rất cảm ơn cộng đồng mạng. Dạ. Đã quan tâm và ủng hộ những lời vàng ngọc đối với tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn cộng đồng mạng rất là nhiều. Dạ, thì thôi thì hai thầy trò mình cùng ra ngoài trước đi. Cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ vừa quay cho cô bác quý anh chị xem về cái ngôi nhà của thầy đang mướn thuê ở để chữa bệnh cho bệnh nhân. Vì ở trong cái căn nhà xuống cấp như thế này, chi phí nó lại thấp và rộng rãi, có thể tiếp cho rất là nhiều bệnh nhân, nên thầy đành phải ở đây. Và trong thầy, em mời thầy qua đây ngồi đi. Rồi như thế này nè thầy, thì trong video clip của em đăng lên thì có rất là nhiều mạnh thường quân quan tâm và đặc biệt là gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe thầy. Họ những mạnh thường quân nó nói là thầy rất là phúc hậu và nói chuyện rất là hiền, đặc biệt là trong nước và ngoài nước. Thì hôm nay em đến đây, em có gửi một cái món quà cho thầy. Em thay mặt mạnh thường quân sẽ gửi cho thầy một cái món quà. Thì ở đây cái món quà của em là có 600 đô. Em gửi cho thầy 600 đô và 2 triệu đồng. Thì cái món quà này em nhận được từ những cái mạnh thường quân. Đây là chị, danh sách ủng hộ cho thầy là chị Thi Ca Phạm ở Mỹ ủng hộ 500 đô. Cô Mai Dung ủng hộ ở Mỹ 2 triệu đồng. Cô Ngọc Phượng ở Mỹ ủng hộ cho thầy là 100 đô. Vậy thì cái số tiền mà em nhận được đó là 600 đô và 2 triệu đồng. Hôm nay thì em thay mặt Mạnh Thường Quân, em sẽ gửi cho thầy, coi như là hỗ trợ thầy trong cái chi phí mà thầy thuê nhà, rồi nhập thuốc về để trị bệnh cho bệnh nhân. Nè, em gửi thầy. Em chỉ cầm được một tay thôi, một tay em cầm cái máy. Thầy coi lại giúp em. Đây, thì sẵn tên của Bùi Hồ đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã tạo điều kiện ủng hộ tôi để cho tôi vượt qua trong cơn khó khăn này. Tôi chân thành cảm ơn. Dạ, tại vì chị Tri Ca Phạm với lại cô Mai Dung thì nói rằng là với lại mạnh thường cô Ngọc Phượng đó, chị Ngọc Phượng nói nghe được thông tin thầy cũng đã thiếu nợ nợ xấu về ngân hàng ACB gì đó. Đúng, nên rồi. Hỗ trợ một phần nào cho thầy. Đúng. Thì hiện nay mình còn số khoản nợ nhiều không thầy? Thì lấy hết ra thì sợ người ta. Nhưng mà hiện nay thì thầy ước tính thì cái số nợ của thầy tổng cộng là khoảng bao nhiêu tiền? Bây giờ không biết là bao lâu nữa, tại vì trong khi đó thì mình dây của thằng OCB thì 2 dây tiền. Dạ. Yeah. Còn các cái kia nữa là tổng cộng là cũng nhiều đó. Thì thậm chí em tính đi, chiếc xe anh chạy có cái cặp quẹt anh vẫn cầm mà. Dạ. Nó thì để chứng minh điều đó anh lấy giấy tờ cho em. Dạ. Cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị về cái khoản nợ của thầy Tèo. Không phải là than vãn gì ở trên đây, mà bản thân thật sự thầy là một người thầy thuốc có tâm, làm công đức rất là nhiều, ngay cả trị bệnh cho bệnh nhân cũng không quy định cái giá tiền của mình. Từ đó mà thầy lại có một cái số nợ, coi như đối với thầy nó là đã là quá mức. Thì Bùi Hồ đợi cùng đợi thầy để mà lấy một số giấy tờ ra cho Mạnh Thường Quân xem nha. Cái này là cà vẹt photo. Đúng rồi. Rồi thầy cầm cái cà vẹt xe này 10 triệu hả? Đúng rồi. Cầm lâu chứ thầy? Thì cầm 10 triệu trả trong vòng 1 năm. 10 triệu mình sẽ trả nó thành 17 triệu. Trời ơi. Nè cái thằng cái gì Dông Un. Dạ dạ dạ.
Còn những cái này là cái phần anh đã thiếu nợ ngân hàng. Trời. Cái khoản này là một pha tháng phải đóng là 1,7 triệu. Dạ. Nó còn cái thằng này bên OCB thì một tháng phải đóng 2,908,000. Trời ơi. Nó anh đã đóng, nói em là cái khoản này trên dưới là này 3 triệu đi, coi như 3 triệu. Này là 1,7 triệu nữa là 4,7 triệu. Nó rồi cái này là 2,067,000 là 6,7 triệu. Cái này một tháng là đóng 1,397,000. Còn cái này 1,5 triệu. Rồi rồi. Cái này là 6,7 triệu là 370 triệu, 8 triệu nè, 9,5 triệu. Mỗi tháng này phải đóng 9,5 triệu. Thì anh nói mỗi tháng anh phải là chi phí nội cái tiền lãi ngân hàng không là 10 mấy triệu. Dạ, chưa kể tiền cái cà vạt xe kia nữa. Đó là tiền mà chết hàng tháng, mỗi tháng là thầy phải đóng 10 mấy triệu. Ôi ơi, ở đây thì không Bùi Hồ với lại thầy thì không có nhằm mục đích là để cho mọi người đồng lòng thương cảm, nhưng mà đây là cái cuộc sống thật sự của thầy để cho mọi người chứng minh là biết được. Thầy đó thì cuối clip này em muốn thầy chia sẻ về cái mong muốn của mình cũng như là cái hiện tại của mình đó thầy. Cái sự mong muốn của tôi thì chỉ mong có cái chỗ ở ổn định để đừng có giống như xưa ở dưới quê, để giúp cho bệnh nhân. Cái điểm thứ hai nữa thì mong cho hết nợ nần để tôi đủ sức khỏe để giúp cho bệnh nhân, chỉ mong ước vậy thôi. Yeah. Thì em cũng thay mặt mạnh thường quân, các mạnh thường quân chúc thầy luôn có một cái sức khỏe tốt và trong cái thời gian tới cái cuộc sống mình nó sẽ cải thiện và ổn định hơn, để thầy có một cái có một cái tâm trí để mà nó tập trung vào trị bệnh cho bệnh nhân. Tại vì bây giờ thì coi như là thầy vừa trị bệnh vừa lo trả nợ. Đúng nên rồi. Thành nữ ra là nó bị cái nó cái tâm cái nó bị phân tán ra, nó nên thành thử là nó cũng rất là thương thầy.